Thưa quý vị, với xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo đang tăng lên từng ngày, chắc hẳn là nhiều người trong quý vị sẽ muốn thử một lần tìm hiểu xem hệ thống này thực sự hoạt động như thế nào để lắp cho gia đình của mình. Một địa chỉ gợi ý đó là Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì một không gian trải nghiệm năng lượng mặt trời vừa được giới thiệu đến với công chúng. Mở cửa hoàn toàn miễn phí, người tham quan có thể tham gia vận hành, kiểm soát thông số thực về lượng điện mặt trời sản xuất và sử dụng. Đây chính là không gian trải nghiệm năng lượng mặt trời, vừa được sử dụng để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Không phải là hàng mẫu trưng bày, tòa nhà thực sự hoạt động bằng năng lượng mặt trời, nên các thông số là thực tế. Lúc trước thì em cũng khó mà để tiếp nhận được những nguồn năng lượng xanh sạch. Thì nhờ ngôi nhà này thì em có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Trước giờ là em biết là cái tấm năng lượng mặt trời bằng silicon thôi, nhưng mà nay em mới được sờ và cảm nhận nó thực tế như thế nào. Cái không gian này là không gian mở, thì ngoài sinh viên, học viên và các cái cán bộ nghiên cứu trường Đại học Bách khoa thì đón chào tất cả các sinh viên của trường bạn, cả khách tham quan mà có quan tâm. Với khoảng 23.000 kWh sản xuất ra mỗi năm, hệ thống đáp ứng gần gấp đôi nhu cầu của cả tòa nhà. Được tiếp xúc đầy đủ và hiểu rõ hơn về công nghệ sẽ là tiền đề để các trường đại học và cả hộ dân mạnh dạn sử dụng năng lượng tái tạo, nhất là khi chi phí lắp đặt đã giảm một nửa so với 4 năm trước đây.